Xin kính chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh từ phương Bắc vẫn đang tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, nên ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ sẽ nhiều mây, nhưng mưa nhỏ chỉ xảy ra ở vài nơi thuộc vùng núi ở phía đông. Gió trên đất liền sẽ mạnh lên cấp 3, còn vùng ven biển là từ cấp 4 cho đến cấp 5. Nền nhiệt toàn miền Bắc vẫn có xu hướng giảm dần nhưng chưa nhiều. Phải từ đêm nay nhiệt độ khu vực Bắc Bộ mới giảm nhanh trở lại, trời chuyển rét. Do trời ít mây, tại mặt đất xảy ra tình trạng phát xạ nhiệt vào trong không khí, nên nền nhiệt độ thấp nhất đêm nay chỉ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 16 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 10 cho đến 13 độ. Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội sẽ ở trong trạng thái hanh và khô, bắt đầu từ ngày thứ tư giữa tuần này kéo dài, sau đó đến tận 2 ngày nghỉ cuối tuần. Lúc này thời tiết thường rét buốt về đêm và sáng, nhưng ban ngày có nắng nhiều và khô hanh, cùng độ ẩm không khí thấp nhất có khả năng hạ xuống đến mức 50%. Trái ngược hoàn toàn với trạng thái thời tiết khô và rét tại các tỉnh thành miền Bắc, ngày hôm nay, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Khánh Hòa sẽ có mưa, mưa vừa. Riêng khu vực từ Quảng Nam cho đến Bình Định sẽ có mưa to đến rất to kéo dài đến tận ngày 8 tháng 12, với tổng lượng mưa trong cả đợt có khả năng đạt từ 100 cho đến 300mm. Do có mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay, nên người dân các khu vực này cần hết sức đề phòng với khả năng lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt là khả năng lũ lên lại trên hệ thống các sông suối từ Huế đến Khánh Hòa. Thời tiết sẽ gây bất lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực những ngày sắp tới. Nhiệt độ ở các khu vực này sẽ luôn duy trì ở mức thấp. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận chỉ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ ở phần phía Bắc và từ 28 cho đến 30 độ ở phần phía Nam. Còn khu vực các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Huế do cộng thêm tác động yếu của không khí lạnh nên nhiệt độ thấp hơn, về đêm chỉ còn từ 19 cho đến 21 độ, còn ban ngày chỉ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét vào đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ, cao nhất trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc cũng tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nên trong ngày hôm nay tại các khu vực này trời nhiều mây có mưa, thậm chí các tỉnh thuộc Kon Tum, Pleiku và Đắk Lắk cũng như là ven biển của Nam Bộ như là Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau khả năng có mưa dông lượng khá, kèm theo hiện tượng dông sét và gió giật đi kèm, nên sẽ gây trở ngại hơn cho các hoạt động giao thông của người dân phương Nam. Do có mưa nên nền nhiệt sẽ giảm hẳn, với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ ở Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ ở khu vực Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, gây biển động, sóng biển cao từ 3 cho đến 4 mét, nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là ngày hôm nay không khí lạnh tăng cường nên Bắc Bộ sẽ chuyển rét, đặc biệt là từ đêm nay trở đi. Tuy nhiên thời tiết khá khô hanh với độ ẩm thấp. Miền Trung có mưa rào và dông tại Trung và Nam Trung Bộ, đề phòng lũ lên lại và khả năng có lũ quét và sạt lở đất. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng với dông sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 6 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!